Hello, chào mừng mọi người đến với video của The Pod Home. Chúng ta đến với trận đấu đôi nam giải cầu lông Badminton Unlimited do anh Quốc Việt của Bộ Công an tổ chức. Phía gần màn hình cặp đôi, phía bên trái màn hình cặp đôi Nghĩa, Trọng Nghĩa và Trí Đức. Phía bên phải màn hình cặp đôi Văn Hải và Ngọc Triệu. Đây cũng sẽ là một trận đấu rất hay, mời mọi người cùng theo dõi. Bây giờ thì Hùng lại sang sân bên kia live stream trận đấu khác đây. Cảm ơn rất nhiều. Thank you.
Lượt trận tiếp theo là cặp đôi Thắng Tú và Tuấn Anh Thiều, Hoàng Anh Lâm và Duy Nam, các vận động viên chuẩn bị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có 21. Thank you.
Thank you.
Ông lên, ông lên, bắt tay. Thank you.
Oh!